Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với khóa học 12 nguyên tắc diễn hoạt. Đây là khóa học hoàn toàn miễn phí do San San Animation Studio thực hiện. Ban đầu, khóa học này được dự định sẽ thu học phí, nhưng sau đó mình bắt đầu suy nghĩ lại. Mình nhận thấy tài liệu animation bằng tiếng Việt hiện tại chưa có nhiều, mà nếu những kiến thức cơ bản như thế này không được cung cấp một cách miễn phí tới mọi người, thì đó sẽ là một rào cản rất lớn để người Việt Nam tiến tới những kiến thức chuyên sâu hơn. Vì vậy, mình quyết định trao tặng khóa học này miễn phí, để những điều cốt lõi nhất trong môn animation có thể tới tay mọi người một cách dễ dàng hơn. Đối với khóa học 12 nguyên tắc diễn hoạt này, các bạn được toàn quyền phân phối, sao chép, chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận. Các studio hoạt hình ở Việt Nam cũng có thể tải xuống làm tài liệu tham khảo cho các bạn nhân viên của mình. Mình sẽ đăng tải khóa học này trên các nền tảng như Facebook, YouTube. Nhưng lời khuyên là các bạn nên vào website sansan.com để học, vì tài liệu mà mình đăng trên website sansan.com luôn luôn được cập nhật nội dung mới nhất. Còn bài giảng đăng trên Facebook hay là YouTube thì không thể cập nhật được. Các bạn chỉ cần vào website sansan.com, đăng ký một tài khoản và tham gia khóa học này hoàn toàn miễn phí. 12 nguyên tắc diễn hoạt được Disney phổ biến trong nhiều năm qua vẫn còn nguyên giá trị, dù sự phát triển của nền công nghiệp phim hoạt hình không ngừng thay đổi. Trong khóa học này, các bạn không chỉ được học lý thuyết của 12 nguyên tắc diễn hoạt, mà còn được học cách ứng dụng chúng cho bất kỳ phong cách diễn hoạt nào, trên bất cứ phần mềm nào, bao gồm cả diễn hoạt vẽ tay, diễn hoạt bằng máy tính, diễn hoạt cho game, phim và kỹ xảo. Bạn chỉ cần đăng ký một tài khoản trên website sansan.com và được truy cập vào tài liệu này mãi mãi, nhận những bản cập nhật mới ngay khi có thể. Phim hoạt hình được tạo ra bằng cách vẽ thật nhiều hình ảnh nối tiếp nhau và cho chúng xuất hiện lần lượt một cách liên tục để tạo ảo giác rằng các nhân vật đang chuyển động. Kỹ thuật này đã có từ rất lâu trên thế giới, nhưng mãi tới năm 1908, cách đây hơn 100 năm, bộ phim hoạt hình đầu tiên mới được ra đời, có tên là Fantasmagorie, do Emile Cohn, một họa sĩ người Pháp thực hiện. Đây là lần đầu tiên các hình vẽ được thực hiện chuyển động một cách bài bản và có nội dung. Cho tới năm 1914, bộ phim Gertie the Dinosaur do Winsor McCay thực hiện đã đánh dấu một bước ngoặt mới cho phim hoạt hình, khi lần đầu tiên các hình vẽ chuyển động trên một cảnh nền mà ngày nay chúng ta hay gọi là background hay môi trường. Phim hoạt hình đạt thời kỳ đỉnh cao và chính thức được coi như một ngành công nghiệp mang tính thương mại khi Walt Disney cho ra mắt bộ phim hoạt hình Chuột Mickey vào năm 1928, có màu sắc trắng đen và có cả âm thanh. Từ đó, phim hoạt hình lan rộng ra khắp thế giới và ngày càng sáng tạo hơn. Ở Việt Nam, bộ phim hoạt hình đầu tiên có tên là Đáng Đời Thằng Cáo, ra đời năm 1959, do các họa sĩ được cử đi học tập ở Liên Xô thực hiện. Cậu về nghỉ nhá, trời sáng rong, mình vào trong rừng đặt ít cây về làm rào đây. Đi mau về cơ! Cũng theo sự phát triển ấy, nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngày một tăng, đặt ra một vấn đề là các nhà sản xuất cần phải truyền đạt lại các kỹ thuật vẽ phim hoạt hình cho những người hoàn toàn mới. Cũng giống như rất nhiều ngành nghề khác, chúng ta cũng cần phải ghi chép lại kinh nghiệm của bản thân, làm tài liệu nghiên cứu học tập cho những người đến sau. Chính vì thế, các lý thuyết về diễn hoạt đã ra đời như một điều tất yếu. Ban đầu, nó chỉ được hướng dẫn trong nội bộ ngành nghề, chứ không được công bố rộng rãi ra ngoài công chúng. Mãi tới năm 1981, tức là 50 năm sau khi Chuột Mickey ra đời, các nguyên tắc diễn hoạt mới được giới thiệu lần đầu tiên tới công chúng trong quyển sách The Illusion of Light, Disney Animation, bởi hai họa sĩ diễn hoạt của Disney là Frank Thomas and Ollie Johnston. Các nguyên tắc diễn hoạt này lại tiếp tục được nhắc lại chi tiết và đầy đủ hơn nữa trong quyển sách The Animator's Survival Kit, xuất bản năm 2002, được biên soạn bởi một đạo diễn của Disney là Richard William. Ở Việt Nam, quyển sách này đã trở nên rất phổ biến, được cộng đồng dịch ra tiếng Việt với tên gọi là Cẩm nang hoạt hình, bao gồm 12 nguyên tắc diễn hoạt quan trọng không thể thiếu nếu muốn trở thành một animator chuyên nghiệp. Nhưng thực chất, các nguyên tắc không giới hạn ở con số 12. Trên thực tế, các nguyên tắc được hình thành dựa trên nền tảng kinh nghiệm từ lâu đời trong quá trình sản xuất phim hoạt hình. Vì vậy, từ 12 nguyên tắc ban đầu, các animator dần phát triển thêm các mẹo và thủ thuật để công việc nhanh hơn, hấp dẫn hơn,
và các mẹo thủ thuật này được xem như sự mở rộng của các nguyên tắc. Song song đó là sự phát triển của thời đại công nghệ kỹ thuật số, sử dụng máy tính để diễn hoạt. Các animator từ đây lại có những nguyên tắc riêng để kiểm soát các công cụ trong các phần mềm khác nhau, sao cho việc diễn hoạt trở nên tối ưu và hấp dẫn nhất, mà trước đây không hề có khi diễn hoạt bằng cách vẽ tay. Đó là tổng quan về lịch sử hình thành, phát triển của ngành công nghiệp phim hoạt hình và các nguyên tắc diễn hoạt. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng qua phần tiếp theo. Vậy, bạn sẽ học được gì khi tham gia khóa học này? Tại sao bạn cần phải biết các nguyên tắc diễn hoạt? Và ai là những người nên học? Như đã nói ở phần trước, các nguyên tắc diễn hoạt đã được chứng minh tính hiệu quả qua hàng thập niên, không chỉ tốt cho diễn hoạt phim hoạt hình mà còn tốt cho cả diễn hoạt game và kỹ xảo. Để công việc trở nên nhanh chóng, thuận lợi hơn, thì tất cả các animator khi mới vào nghề đều phải bắt buộc học tất cả các nguyên tắc này, để chúng ta có thể giao tiếp với nhau cho công việc và các họa sĩ có thể hiểu được ý đồ của các đạo diễn. Các nguyên tắc cũng giống như một dạng ngôn ngữ của ngành. Làm sao bạn có thể hiểu được người khác đang nói gì nếu như bạn không biết ngôn ngữ của họ? Vậy nên, việc đầu tiên là bạn phải học thứ ngôn ngữ ấy, nắm bắt được các khái niệm nền tảng. Các nguyên tắc diễn hoạt không chỉ dành cho các animator, mà các bạn producer cũng cần phải biết để hiểu được các yêu cầu đối với một animator, để có thể kiểm soát công việc, nhận feedback từ khách hàng hoặc đạo diễn và truyền đạt lại cho các họa sĩ. Cả những bạn thuộc bộ phận rigging, gắn xương cho nhân vật, nếu biết thêm các nguyên tắc này cũng sẽ giúp tối ưu phần rigging. Khi các animator đưa ra một yêu cầu nào đó, bạn có thể hiểu và xử lý được ngay. Đã có rất nhiều sách và khóa học về các nguyên tắc diễn hoạt được trình bày rất tuyệt vời. Vậy tại sao bạn lại cần tham gia khóa học này? Bởi vì đây là khóa học online đầu tiên hướng dẫn chi tiết các nguyên tắc diễn hoạt bằng ngôn ngữ tiếng Việt, được xây dựng một cách bài bản, có hệ thống rõ ràng. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đọc sách bằng cách coi các ví dụ bằng video sinh động. Đồng thời, tôi cũng sẽ cung cấp cho các bạn các từ khóa bằng tiếng Anh trong nguyên bản để các bạn có thể tìm kiếm thêm tài liệu trên Internet. Và mặc dù các nguyên tắc diễn hoạt được xây dựng trên nền tảng hoạt hình 2D vẽ tay truyền thống, nhưng trong khóa học này, tôi sẽ giúp các bạn liên hệ chúng với hoạt hình 3D trên các phần mềm máy tính. Các bạn có thể áp dụng chúng không chỉ theo cách truyền thống mà còn theo cách rất hiện đại. Khám phá cách tạo một tư thế vững chắc, mạnh mẽ và năng động dựa trên các nguyên tắc vẽ cổ điển. Khám phá cách lập kế hoạch cho một cảnh theo nhiều cách khác nhau để giảm thời gian sản xuất. Học cách để đặt một góc máy quay thật tốt, một chút kiến thức về công việc của đạo diễn và cả thái độ khi đi làm nữa. Trong khóa học này, tôi không chỉ tập trung vào những điều bạn cần biết trong công việc mà còn chú trọng vào trải nghiệm của người học sao cho có thể tiếp thu tốt nhất. Bạn được truy cập tài liệu bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, được hỗ trợ 24/24, được đặt câu hỏi trực tiếp với tôi về bất cứ vấn đề gì mà bạn không hiểu, được kết nối trực tiếp với giảng viên và cộng đồng người học đông đảo. Đó là giá trị lớn nhất mà khóa học này mang lại. Vậy nên, nếu bạn cảm thấy những điều này thực sự cần thiết và phù hợp với bạn, hãy đăng ký tham gia ngay để cải thiện trình độ của mình. Nếu có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc về khóa học, bạn hãy bình luận ngay bên dưới hoặc nhắn tin trực tiếp cho mình để được giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học.